My Audio Sài Gòn xin kính chào tất cả quý vị và quý bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay My sẽ gửi tới quý vị tất cả một bộ phối ghép, một cái âm ly đến từ Nhật Bản của thương hiệu Bioner và một đôi loa đến từ Mỹ Supreme Vega nha quý vị. Và cái dòng âm ly Bioner này được đánh giá là không biết đẹp thì có nó thua cái dòng 7825 mã là hai cái đèn VU. Vì thế là như vậy nhưng mà nó hầm hố hơn rất là nhiều và chất âm được đánh giá cũng rất là ok quý vị. Và dòng này là dòng hai số đến từ hãng Bioner, dòng đời cao của Bioner nha quý vị. Nó không có chỉnh backtrack, không có chỉnh backtrack nha. Bây giờ Bi quay cái âm ly trước. Đây. Âm ly thiết kế cực kỳ đơn giản. Model của nó là dòng A07 nha quý vị. Cái đời cao nhất của nó là A09. Thì Bi đang có đây là A07, nguồn điện 100V. Nó chạy sò thang, 4 con sò thang nha quý vị. Quý vị thấy nó có 5 núm chỉnh. Volume nó bố trí ở giữa. Rất là ngầu, dòng này rất là ngầu. Ai không biết có quý vị nào đang xem kênh của Bi đã dùng qua dòng này chưa? Rất là nặng luôn quý vị. Size của nó, nói chung chiều ngang cũng là size 43, nhưng mà về cái độ dày nó rất là dày á quý vị. Rất là dày và rất là nặng. Công suất ra loa của nó là 200W. Thì hôm nay mình ghép với đôi loa này 100W mỗi loa. Thì để xem quý vị nghe như thế nào nha. Con loa mình bán 11 triệu rưỡi nha quý vị. Nó đánh một cặp loa. Đánh một cặp loa thôi. Cổng của nó CD, thinner. Đây cái trạm loa của nó nè quý vị. Cái trạm gắn loa rất là ngầu luôn. Rất là hiếm, nói chung là dòng Bioner Bi chưa thấy có cái model nào mà cái dùng cái trạm cực kỳ xịn như thế này. Để Bi xem nó đánh loa là từ 4 tới 16 ohm. Đánh loa từ 4 tới 16 ohm luôn nha quý vị. Rồi 11 triệu 500 ngàn cho cái con âm ly. Và đôi loa hôm nay thì với mức giá 9 triệu đến từ hãng Supreme Vega với model là VS100. Dòng này được sản xuất tại Mỹ nha quý vị, Made in USA. Lô bát của nó là 25. Ngoại hình của nó thì tương đối thôi. Nó cũng có trầy ở cái góc đó quý vị. Bát của nó là 25, VS100 thì nó tương đương cái số 100 này, 100 in là 25 cm. Cái màn này nó dính cái gì vậy quý vị? Chứ không có phải bị trầy đâu nha. Đây, con tem quý vị thấy chưa? VS100 Made in USA. Nó có chiều đứng của nó là 71 đó quý vị. Chiều cao là 71, phía sau nè, lỗ thông hơi nằm phía sau nha. Dòng này có trợ kháng là 6 ohm. Độ dày 90 dB, công suất 100W trên 1 thùng. Và mức giá. Bây giờ đi quay phía sau quý vị xem lỗ thông hơi nó nằm phía sau nha quý vị. Dòng này nó có chiều cao là 71, chiều rộng 33 và chiều sâu 27 nha quý vị. Tem lưới và còn đầy đủ hết nha. Và hôm nay Bi bán mức giá là 9 triệu. 9 triệu mức giá này là nói chung là ngoại hình tương đối, nó cũng có trầy một vài chỗ nha quý vị. Lưới của nó đây. Tem lưới đầy đủ nha, lưới bằng khung nhựa nè. Rồi quý vị thích loa thì mua loa, thích âm ly mua âm ly. Còn thích mua bộ thì mua luôn nha. Và đây là cái USB bên mình. USB này với dung lượng 128GB nè quý vị. Đây. Của hãng SanDisk nè. 128GB, Bi bán 800 ngàn nha. Nhạc bên mình là nhạc nó lấy chất lượng cao nha quý vị. Rồi, bây giờ Bi tiếp nhạc và xin mời tất cả quý vị cùng nghe cái bộ phối ghép này như thế nào. Khi người nghệ sĩ
cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Em ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương.